Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến một cái phép toán là PSYOP. Đấy, vậy thì PSYOP là gì và chức năng của nó như thế nào? Thì trong cái video lần này mình sẽ giới thiệu chi tiết về những cái vấn đề đó. Đầu tiên mình nói đến cái chức năng của PSYOP. Đấy. Thì PSYOP cái chức năng của nó tức là gì? Nó sẽ in ra cái kích thước của một kiểu dữ liệu. Đấy. Và các bạn lưu ý rằng cái PSYOP này nó là một phép toán. PSYOP là một phép toán. Đấy. Là một phép toán. Bản chất của nó là một phép toán. Đấy. Chất là một phép toán. Và cái PSYOP này thì các bạn cũng có thể gọi nó là được làm một hàm đấy. Nhưng thông thường thì nó được gọi là một phép toán. Đấy. Rồi. Về ở đây mình có một cái đoạn code nhỏ nhỏ để giải thích về cái PSYOP này. Ở đây mình sẽ mục đích là in ra cái kích thước của cái kiểu dữ liệu là kiểu nguyên integer đấy. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái kiểu dữ liệu cho cái kiểu kích thước đó. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu đến cái kiểu size hay JT này. Đấy. Thì cái kiểu size cái JT này thì nó là kiểu unsize long hoặc là unsize in, thì nó phụ thuộc vào cái hệ điều hành và phần cứng đấy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gán cái inside vừa khai báo ở phần trên đấy, nó sẽ bằng cái size phép toán đấy, size của integer đấy. Đấy, tức là sẽ bằng kích thước của cái kiểu dữ liệu integer, và sau đó thì mình sẽ in ra cái kích thước đó vừa tính được đấy, sử dụng cái câu lệnh print đấy. Rồi sau khi viết code xong thì mình sẽ build cho các bạn xem. Đấy, như ở trước ở những bài học trước lý thuyết thì mình đã có nhắc đến rằng là kích thước của kiểu integer là 4 byte đấy. Thì như các bạn đã thấy thì ở cái đây thì kết quả cũng cho ra là 4 byte đấy. Ta thử xem một cái kết quả nữa là kiểu float đấy, hoặc là kiểu short. Ở đây mình sẽ giới thiệu đến cái kiểu short đấy. Chúng ta chỉ cần thay cái kiểu dữ liệu ở trong cái dấu móc này. Đấy. Thấy cái này. Đổi cái tên kiểu dữ liệu và đổi cái tên bến lại cho nó dễ nhìn và nhìn vào người đọc có thể hiểu được ngay. Rồi ta thử chạy xem. Với cái kiểu sort thì nó sẽ kích thước của nó sẽ là 2 byte. Đấy, để xem kết quả như thế nào. Đấy, như các bạn có thấy thì kích thước của kiểu sort cũng là 2 byte. Đấy. Ta cùng thử với cái kiểu float đấy ạ. Float. Mình sẽ sửa lại một xíu ạ. Rồi. Rồi sau khi ta viết xong thì ta sẽ chạy cái đoạn chương trình này. Đây, và đây là cái kết quả ta đạt được đấy. Cái kiểu
Đây, kiểu kích thước của kiểu plot là 4 byte đấy, kiểu số là 2 byte và kiểu integer 4 byte đấy. Như vậy ta có thể thấy là cái hàm ở cái phép toán PSYOP này nó hoàn toàn đúng với cái lý thuyết mà bài trước mình đã giới thiệu đấy. Thì trên đây là một số cái giới thiệu về cái phép toán PSYOP này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.